Thưa quý vị, trong hai ngày vừa qua, sau vụ việc cháy chung cư mini tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội, trên mạng xã hội Facebook đã xuất hiện những lời kêu gọi quyên góp hỗ trợ các nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini. Sức mạnh, sự lan tỏa của cộng đồng mạng đã thu về số tiền lớn để hỗ trợ các nạn nhân. Tuy nhiên, lợi dụng lòng tốt của người dân đã xuất hiện những trang Facebook giả mạo kêu gọi ủng hộ, gây bức xúc cho người nhà nạn nhân. Theo thông tin của báo Lao động, chị M.A., người nhà của 7 nạn nhân vụ cháy chung cư mini, đã rất bất ngờ khi cô giáo của con gọi điện xác nhận gia đình có đang kêu gọi từ thiện hay không. Chị M.A. cho biết cô giáo của con vừa nhận được thông tin có một tài khoản tự nhận là cô giáo, biết hoàn cảnh của gia đình nên đã kêu gọi giúp đỡ, ủng hộ. Sau khi liên lạc với tài khoản Facebook kêu gọi ủng hộ này thì họ không hề biết thông tin gì về con chị. Hiện gia đình cũng chưa đăng bất kỳ thông tin và kêu gọi nhờ mọi người giúp đỡ. Chị nghi vấn đây là chiêu trò câu view, câu like, trục lợi từ thiện. Đại diện người nhà nạn nhân khuyến cáo những người có tấm lòng hảo tâm, có ý định giúp đỡ các gia đình nạn nhân, cần tìm hiểu kỹ thông tin để giúp đỡ đúng người, đúng địa chỉ, cần cảnh giác để tránh bị mắc lừa, đồng thời mong muốn các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ những kẻ cố tình giả mạo để lừa đảo, trục lợi. Trong chiều tối ngày 14 tháng 9, một page có 1,4 triệu người theo dõi trên Facebook cũng đăng thông tin. Đến 17 giờ 6 phút đã quyên góp được số tiền là 3 tỷ 870 triệu Việt Nam đồng và xin dừng nhận quyên góp vì số tiền ad cũng nghĩ là đủ để góp một phần gì đó cho các nạn nhân. Ad tức là người quản trị page cũng đã liên tiếp đăng tải các thông tin về việc đã làm việc với công an thành phố Hà Nội và phía ngân hàng để ngừng nhận chuyển khoản. Ban quản trị page cũng khẳng định sẽ chuyển trực tiếp số tiền này tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Khương Đình, đồng thời sao kê đầy đủ dòng tiền. Ban quản trị page cũng cho biết về việc có một số ý kiến trái chiều và khẳng định sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật và lương tâm khi kêu gọi hỗ trợ. Tuy nhiên, bên cạnh những bình luận ủng hộ và cảm ơn page đã có hành động hỗ trợ các nạn nhân và gia đình, đã có những bình luận đặt nghi vấn trước việc page xóa, ẩn hay là chặn bình luận liên quan đến sự việc này. Việc chung tay quyên góp, gửi tấm lòng hảo tâm tới các nạn nhân và gia đình trong giai đoạn khó khăn này là vô cùng trân quý. Hơn ai hết, cộng đồng mạng, các nhà hảo tâm luôn mong muốn tấm lòng của mình được gửi tới đúng địa chỉ, đúng người cần hỗ trợ. Tuy nhiên, người dân cần cẩn trọng khi gửi tiền ủng hộ trên mạng xã hội, tránh để lòng tốt bị lợi dụng. Trước đó, ngày 13 tháng 9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Khương Đình đã công khai mối tiếp nhận nguồn hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại tại vụ cháy chung cư mini ở ngách 29/70 phố Khương Hạ. Hà Nội cũng đã công bố hỗ trợ ban đầu cho các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn với nguồn hỗ trợ lấy từ nguồn ngân sách, xã hội hóa và nguồn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp. Thưa quý vị, Hà Nội tạm dừng các hoạt động, sự kiện văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí để tưởng niệm nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ từ ngày 14 tháng 9 đến ngày 17 tháng 9. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị thuộc thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các đơn vị chức năng tạm dừng tổ chức các hoạt động, sự kiện văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí do thành phố, các đơn vị thuộc thành phố, quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn tổ chức. Thời gian tạm dừng các hoạt động từ ngày 14 tháng 9 đến hết ngày 17 tháng 9. Ngoài ra, vào lúc 8 giờ ngày 18 tháng 9, các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở dành 1 phút mặc niệm các nạn nhân tử vong trong vụ cháy. Vụ cháy chung cư mini ở số 37 ngõ 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân xảy ra vào đêm ngày 12 tháng 9, khiến 56 người tử vong và 37 người bị thương. Theo báo cáo của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội, thực hiện ý kiến chỉ đạo của các lãnh đạo thành phố, Sở tổ chức 5 đoàn đến các bệnh viện Bạch Mai, Đại học Y, Hà Đông, Sanh Pôn, Bưu điện, Bệnh viện 103 để thăm hỏi, động viên các gia đình có người bị nạn. Đến 12 giờ ngày 14 tháng 9, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội hỗ trợ 47 trường hợp tử vong, trong đó có 16 trẻ em và 37 người bị thương, trong đó có 9 trẻ em. Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội đã hỗ trợ 21 lượt xe tang đưa nạn nhân về các địa phương là Thái Nguyên, Thái Bình, Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang và Đài Hóa thân Hoàn Vũ Văn Điển theo nguyện vọng của gia đình. Thưa quý vị, trước đó vào chiều tối ngày 13 tháng 9, Công an thành phố Hà Nội khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng với Nghiêm Quang Minh, sinh năm 1979, trú tại Yên Hòa, Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, để điều tra về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy theo điều 313 Bộ luật hình sự. Các quy định và lệnh bắt bị can được Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố phê chuẩn.
Đối với chung cư số 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ, nơi xảy ra vụ cháy, chung cư này được xác định là xây vượt phép 3 tầng so với giấy phép xây dựng số 89 năm 2015. Chính quyền quận Thanh Xuân từng 2 lần ra quyết định xử phạt công trình này. Ngay sau đó, trong ngày 14 tháng 9, Công an quận Đống Đa, thành phố Hà Nội cùng Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa và Công an phường Trung Liệt đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra khẩn cấp về quy định phòng cháy chữa cháy tại tòa nhà số 58B, gạch C, ngõ 117 Thái Hà, bị can là chủ đầu tư. Tại thời điểm kiểm tra, chủ đầu tư tòa nhà là Nghiêm Quang Minh, sinh năm 1979, trú tại Yên Hòa, Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, không có mặt do đang bị bắt tạm giam 4 tháng để điều tra trong vụ án vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy theo điều 313 Bộ luật hình sự. Tòa nhà số 58B gạch C, ngõ 117 Thái Hà có diện tích mặt bằng là 210m², được phân thành 50 phòng căn hộ đã bán cho thuê với hàng trăm người sinh sống. Qua kiểm tra, tổ công tác ghi nhận tòa nhà nằm trong ngõ 117 Thái Hà. Xe chữa cháy không thể tiếp cận trực tiếp công trình, chỉ có thể đỗ ở đầu ngõ trước lối vào tòa nhà, tức là khoảng 100m. Tòa nhà không có đường giao thông nội bộ. Nguồn nước bên trong có một bể nước ngầm dưới sàn tầng 1 của tòa nhà, phục vụ cho sinh hoạt và hệ thống chữa cháy bằng nước của tòa nhà. Cách tòa nhà khoảng 500m có các trụ nước chữa cháy thành phố trên mặt đường Thái Hà. Thang bộ trong nhà là thang hở, không thiết kế cửa chống cháy tại các tầng, không đảm bảo ngăn cháy lan theo phương dọc của tòa nhà. Tòa nhà được trang bị hệ thống báo cháy tự động, bình chữa cháy xách tay, đèn exit chỉ dẫn thoát nạn. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, hệ thống chữa cháy của tòa nhà không hoạt động, tòa nhà chưa được trang bị các dụng cụ phá dỡ, bảo hộ chống khói, tòa nhà chỉ có một lối thoát nạn trực tiếp ra mặt ngõ dân sinh. Sau khi kiểm tra thực tế, tổ công tác đã đề nghị ban quản lý tòa nhà hiện hình thành tự phát, thường xuyên tổ chức công tác tự kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại tòa nhà. Khi phát hiện các nguy cơ phát sinh nguy hiểm về cháy, nổ phải nhanh chóng kịp thời báo cáo chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng để kịp thời hướng dẫn, phối hợp xử lý. Thưa quý vị, trước những mất mát vô cùng to lớn về người trong vụ cháy kinh hoàng vào đêm ngày 12 tháng 9 vừa qua, trong sáng ngày 14 tháng 9, rất đông người dân đã có mặt trước cửa chung cư mini xảy ra vụ cháy trên ngõ 20 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội để đặt hoa thắp hương tưởng niệm các nạn nhân xấu số dưới cơn mưa nặng hạt. Rất đông người dân đã có mặt ở khu vực chung cư mini nơi xảy ra vụ cháy để đặt hoa thắp hương tưởng niệm 56 nạn nhân xấu số. Dưới cơn mưa nặng hạt, trong con ngõ 29 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội, rất đông người dân đã có mặt ở khu vực chung cư mini nơi xảy ra vụ cháy để đặt hoa, thắp hương tưởng niệm 56 nạn nhân xấu số. Tại hiện trường, lực lượng chức năng vẫn canh gác, bảo đảm nguyên trạng của hiện trường vụ cháy cũng như đảm bảo giao thông trong con ngõ nhỏ không bị tắc nghẽn. Bên cạnh đó, họ cũng hỗ trợ những người dân đến thắp hương. Không chỉ những người lớn, những em học sinh sau giờ học cũng đến xếp hàng thắp cho những nạn nhân xấu số những nén hương tưởng niệm. Tranh thủ giờ nghỉ trưa từ Tạ Quang Bửu sang Khương Đình, anh Đỗ Trung Điệp cùng vợ đến nơi xảy ra vụ hỏa hoạn vào đêm ngày 12 tháng 9. Anh Điệp chia sẻ, trong lòng anh cũng không khỏi đau buồn trước sự việc đáng tiếc này. Không phải riêng mình mà bản thân ai cũng vậy. Mọi người thì đều cảm thấy nó rất là đau buồn cho cái cảnh như thế này. Bên ngoài khu vực tưởng niệm những nạn nhân xấu số, tổ dân phố khu phố 8 cũng tiếp nhận nhiều người dân đến ủng hộ, chung tay hỗ trợ cho những người may mắn thoát nạn. Từ khi xảy ra vụ cháy, cơ quan chức năng xác định được số người thiệt mạng đã lên đến 56 người. Nhiều người khác bị thương và rơi vào tình trạng nguy kịch, hiện đang được điều trị tích cực. Sau khi xảy ra vụ cháy chung cư mini khiến 56 người tử vong trên địa bàn quận Thanh Xuân, Hà Nội, Bộ Công an đã chỉ đạo tổng kiểm tra rà soát chung cư mini trên phạm vi toàn quốc. Thực hiện yêu cầu này, Hà Nội sẽ rà soát toàn bộ loại hình nhà ở theo kiểu chung cư mini để tăng cường giám sát về mức độ an toàn, trong đó có hạng mục phòng cháy chữa cháy. Thời hạn hoàn thành là trước ngày 30 tháng 10 tới. Đây là giấy phép xây dựng căn nhà chung cư mini tại số 37, ngách 29/70, phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân. Dù được cấp phép xây dựng 6 tầng, chiều cao tương đương 20,2m, không tính tung thang, tầng lửng và tung thang có không gian kỹ thuật, nhưng chủ đầu tư đã xây dựng 9 tầng. Công trình đã tồn tại gần chục năm qua, nhưng không hiểu vì sao phần sai phạm vẫn được hợp thức hóa. Đặc biệt, hệ thống phòng cháy chữa cháy không đảm bảo, dù nhiều lần người dân kiến nghị. Cái hệ thống phòng cháy chữa cháy mà bao nhiêu lần chúng tôi đề nghị rồi, nhưng mà chủ đầu tư cũng vẫn không làm.
Theo Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng, bước đầu xác định chung cư mini bị cháy chỉ có sổ đỏ cả tòa nhà, 45 căn hộ không có sổ đỏ riêng. Chung cư này cũng đã được kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy, nhưng khi xảy ra sự cố không phát huy hiệu quả. Đánh giá đây là sự cố đặc biệt nghiêm trọng, Bí thư Hà Nội đã yêu cầu cơ quan công an sớm điều tra làm rõ, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm. Vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ ghi nhận số người thương vong lớn nhất trong vòng 21 năm qua, với 56 người chết và 37 người bị thương. Qua vụ cháy nghiêm trọng này, Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội đã thông tin về thực hiện nghị quyết 99 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy và chữa cháy, tránh để xảy ra những vụ việc đáng tiếc như thế này. Qua vụ cháy này thì cái việc giám sát chỗ cái nghị quyết 99 á, thực hiện á, thì chúng tôi sẽ tiếp tục là tuyên truyền cho người dân hiểu và tổ chức thực hiện để đạt hiệu quả cao hơn. Mong rằng là không có thể xảy ra những cái vụ cháy như thế này. Tại Hà Nội, chung cư mini thường có quy mô từ 5 đến 10 tầng, nằm xen kẽ các khu có mật độ dân cư, người lao động, học sinh, sinh viên đông đúc, thuộc các quận Thanh Xuân, Hoàng Mai, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm. Từ năm 2018, Sở Xây dựng đã có văn bản đề nghị các quận huyện thống kê số lượng nhà chung cư mini trên địa bàn quản lý. Tuy nhiên đến nay, Hà Nội chưa công bố số lượng chung cư này.